Năm đó là năm 1961. Tại một làng nhỏ trong dãy núi Cantabria ở miền Bắc nước Tây Ban Nha, gọi là San Sebastián de Garabandal. Làng gồm có 80 mái nhà đá thô sơ xây ở dưới chân núi. Dân số có chừng 300 người, rất nghèo và quê mùa. Nhà không có nước và lò sưởi. Ban đêm chỉ có điện trong vài giờ. Dân làng không có ô tô và truyền hình. Dân làng sinh sống cách nghèo nàn nhờ việc chăn nuôi và phải đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ để đến nơi nuôi súc vật ở trên đồi núi. Mọi người đều phải làm việc, mà việc chính là cắt cỏ để dự trữ cho thú vật ăn trong mùa đông giá rét. Mặc dù Garabandal là làng nghèo nhất trong vùng đó, nhưng cũng là làng đạo đức nhất. Mỗi ngày có một bà đi quanh các đường trong làng lắc chuông để nhắc nhở người ta cầu nguyện cho kẻ đã qua đời. Mỗi bữa tối, dân làng họp nhau lại trong nhà thờ nhỏ để lần chuỗi và đọc kinh cầu đức bà. Cuối tuần, linh mục quản xứ từ vùng Kosio cưỡi ngựa qua đèo núi tới đó để giải tội và dâng thánh lễ. Đó là Garabandal năm 1961. Chỗ đó đã không thay đổi từ mấy chục năm nay và có lẽ cả mấy trăm năm nay. Và người địa phương cũng tưởng là làng đó cũng sẽ như thế mãi về sau. Bốn em gái này không khác gì các cô bé khác ở trong làng. Họ vui sống trong khung cảnh đồi núi. Các em tên là Conchita Gonzalez, 12 tuổi, Mary Cruz Gonzalez, 11 tuổi, Jacinta Gonzalez, 12, và Mariloli Mazon, 12 tuổi. Mặc dù ba em có cùng một họ, nhưng không phải là bà con. Chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 1961, vào lúc gần tối, bốn em gái đang khi vui chơi đã hái trộm mấy trái táo nhà của ông hiệu trưởng trường học. Các em đùa giỡn sau khi hái táo. Các em giỡn cợt ngồi ăn táo bên đường đá gồ ghề từ làng đến một chùm cây thông trên đồi. Đột nhiên, nghe như có tiếng sấm sét. Thì họ sợ và hối hận vì đã ăn cắp táo. Bỗng nhiên, Conchita ngửa đầu về phía sau, mắt nhìn lên trời. Các em khác thấy như vậy thì kêu la lên và định chạy về mách với mẹ điều vừa xảy ra, thì họ cũng bị như vậy. Một thiên thần hiện ra giữa ánh sáng chói lọi dưới hình ảnh một cậu bé hùng tráng chừng 9 tuổi. Trong phút chốc, người đó biến mất và các em trở lại bình thường. Quá kinh hãi, các em chạy đến nhà thờ làng. Có người hỏi các em tại sao mặt lại tái xanh như vậy? Thì các em trả lời, vì chúng tôi vừa thấy một thiên thần. Cả làng đều náo động, mặc dầu không ai tin là các em đã thấy thiên thần. Vào những ngày sau đó, các em lại thấy thiên thần. Và vào ngày mùng 1 tháng 7, người nói: Các em có biết tại sao ta đã đến đây không? Ta đến đây để cho các em biết là ngày mai Đức Mẹ núi Carmelo sẽ hiện ra với các em. Tin tức về các lần hiện ra đã lan truyền đến những vùng lân cận. Và vào ngày 2 tháng 7, một đám đông tụ tập để chứng kiến việc Đức Mẹ hiện ra. Lúc chừng 6 giờ chiều,
Trong khi các em đang đi trên đường đến chỗ họ thường thấy thiên thần, thì bỗng nhiên họ quỳ phạch xuống đá lởm chởm. Họ thấy Đức Mẹ hiện ra giữa hai thiên thần trong vầng hào quang rực rỡ. Một trong hai thiên thần là người đã hiện ra trước đó. Về sau, các em mới được biết đó là tổng lãnh thiên thần Mikae. Phía trên và ở bên phải Đức Mẹ, các em thấy một con mắt trong khung tam giác mà họ gọi là con mắt Đức Chúa Trời. Không chút sợ sệt, các em nói chuyện một cách tự nhiên với Đức Mẹ. Các em nói về gia đình mình, các linh mục hiện diện, công việc họ làm ở nhà và ngoài đồng cỏ. Đức Mẹ mỉm cười. Conchita kể lại rằng các em nói chuyện với Đức Mẹ như họ nói chuyện với mẹ mình sau một chuyến đi xa về lại nhà. Sau khi Đức Mẹ hiện ra, người ta muốn biết Đức Mẹ có hình dáng như thế nào. Đây là cách Conchita tả Đức Mẹ trong nhật ký. Đức Mẹ Đồng Trinh hiện ra mặc áo trắng với áo choàng màu xanh và một triều thiên có sao vàng nhỏ, không thấy rõ chân. Hai bàn tay Đức Mẹ mở rộng, ở cổ tay phải thì có bộ áo choàng vai màu nâu, thường gọi là bộ áo Đức Bà. Tóc Đức Mẹ dài, màu nâu đậm, quăng và rẽ ở giữa ra hai bên, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dài và thanh tú. Miệng rất đẹp với hai môi đầy đặn. Da mặt Đức Mẹ thì sậm, nhưng không sậm bằng da mặt thiên thần, rất khác thường. Giọng nói Đức Mẹ rất dễ thương, rất khác lạ mà rất khó tả. Không có người đàn bà nào giống Đức Mẹ trong giọng nói cũng như trong mọi phương diện khác. Lý do Đức Mẹ hiện ra cho bốn cô thôn nữ đơn sơ này là để nhờ các em chuyển lại một sứ điệp quan trọng cho cả nhân loại. Lần thứ hai Đức Mẹ hiện ra thì có ẵm Chúa Hài Nhi. Các em rất vui mừng lúc thấy Hài Nhi mỉm cười. Trong những lần Đức Mẹ hiện ra, ban đầu người ta thấy các em hay cầm những hòn đá nhỏ trong tay. Các em xin Đức Mẹ hôn mấy hòn đá đó, nhưng Đức Mẹ thích hôn các đồ đạo đức hơn. Người ta dâng cho Đức Mẹ các tràng chuỗi, tượng đeo, thánh giá hoặc nhẫn cưới để Đức Mẹ hôn. Đó là một hiện tượng vẫn tiếp diễn trong các lần Đức Mẹ hiện ra. Ngày mùng 4 tháng 7, Đức Mẹ cho các em biết sứ điệp, nhưng bảo các em đừng nói ra cho đến ngày 18 tháng 10. Sự xác thật của các lần hiện ra này cần phải được chứng minh trước sứ điệp được tin nhận. Các bác sĩ đã khám các em lúc họ ở trong trạng thái xuất thần, thì thấy thân thể các em cứng và lạnh như đá, không biết đau. Trọng lượng các em cũng thay đổi nữa. Hai người đàn ông không nâng nổi một em, đang lúc đó các em có thể nâng nhau lên để hôn kính Đức Mẹ rất dễ dàng. Mỗi khi Đức Mẹ sắp hiện ra thì các em được báo tin bằng ba lần gọi bên trong, mà tiếng gọi sau thì khẩn cấp hơn lần trước. Sau khi nghe lần gọi thứ ba thì các em hớn hở chạy đến chỗ hẹn. Tiếng gọi có thể xảy ra ngày, đêm, bất cứ lúc nào, nhưng nếu các em đã đi ngủ thì Đức Mẹ sẽ không hiện ra. Conchita nhiều đêm phải thức khuya để chờ lời gọi thứ ba của Đức Mẹ. Vào cuối tháng 7 năm 1961, Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày hai lần hay nhiều hơn, mỗi lần kéo dài từ 10 phút đến nhiều giờ. Khi các em chiêm ngưỡng Đức Mẹ, thì khuôn mặt các em biến đổi với một vẻ đẹp thoát tục. Có người thấy vậy nên không dám nhìn các em. Đầu tháng 8 thì có hiện tượng mới. Đang lúc các em quỳ gối trong khi xuất thần, thì đột ngột ngửa mình ra sau đến nỗi đầu chạm đất.
Đôi khi các em ngã ngửa ra như vậy cùng một lúc. Tuy thế, bao giờ các em cũng phủ thân hình họ cách nết na. Nhiều khi các em ngã ngửa như vậy, mạnh đến nỗi đụng đất kêu cái đột, làm mấy người đứng gần kinh hãi, nhưng các em không bị thương tích gì hết. Sau đó các em đứng lên lại mà không dùng đến cánh tay hay bàn tay để chống thân hình lên. Lúc xuất thần, các em thường đi tới hay đi lui quanh đường làng, đang lúc mắt các em vẫn liên tục nhìn lên trời mà không vấp té. Như thế trong hình, chân em Mariloli tự động tránh hòn đá nhô lên. Có khi các em đi mau đến nỗi các cậu thanh niên tráng kiện trong làng chạy theo không kịp. Do vậy, sau đó người ta cũng không thấy các em mệt mỏi hay chảy mồ hôi và nhịp tim vẫn đập bình thường. Trong khi đi mau trong lúc xuất thần, các em có thể đứng dừng lại một cách đột ngột, thách thức mọi luật tự nhiên, đang lúc những người chạy theo các em thì bị quá trớn không dừng lại được vì đào quá mạnh. Bao giờ các em cũng cầm cây thánh giá trong tay mà đưa cho các người chung quanh hôn kính. Các em không bao giờ biết người nào hôn kính thánh giá là ai, vì trong khi xuất thần, các em không thể thấy ai ngoài thị kiến và chính mình các em. Đức mẹ bảo các em phải đưa thánh giá cho ai hôn thì họ đưa. Sau một lần xuất thần, Conchita được biết là những người đã hôn kính thánh giá là linh mục mặc đồ thường dân. Trong những người đã đi tới Garabandhan để tìm hiểu các sự kiện đó có một linh mục dòng tên là Cha Louis Andrew. Cha là một giáo sư thần học trẻ và thông minh, lại là một linh mục có tiếng là thánh thiện. Cha Andrew lúc ban đầu thì hoài nghi, nhưng sau khi đã quan sát các em lúc xuất thần, thì cha nhận là có điều gì nghiêm chỉnh trong sự việc đang xảy ra. Ngày 8 tháng 8 năm 1961, cha Andrew lại tới thăm Garabandhan. Tối hôm đó, cha có mặt trong đám đông, quan sát các em xuất thần ở lùm cây thông, nơi thường có cuộc hiện ra. Bỗng nhiên mặt cha căng thẳng, trán thì toát mồ hôi, cha kêu lên tiếng lớn: "Milagro! Milagro! Milagro! Milagro!" Vào sáng hôm sau, khi đi xe rời khỏi làng, thì cha Andrew nói với các bạn đồng hành: "Đức mẹ đã cho tôi một món quà vô giá. Chúng ta thật là có phước có một người mẹ như thế ở thiên đàng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi." Nói xong thì cha ho nhẹ nhẹ và gục đầu xuống ngực. Cha Andrew đã tắt thở. Trong một lần hiện ra về sau, Đức mẹ nói với các em là hôm 8 tháng 8, cha Andrew đã thấy Đức mẹ và cũng đã thấy một phép lạ sẽ xảy ra trong tương lai. Một trong những nơi mà các em thường đến khi xuất thần là nhà thờ xứ. Các em thường đến cầu nguyện trước nhà tạm có mình Thánh Chúa. Nhưng vì đông đúc người ta ùn ùn theo các em, gây lộn xộn và mất vẻ tôn nghiêm, nên tòa giám mục ra lệnh phải khóa cửa nhà thờ, cấm các em vào nhà thờ trong những lúc xuất thần. Sau đó thì các em chỉ thăm viếng nhà thờ ở ngoài cửa mà thôi. Và để làm gương vâng lời, Đức mẹ không dẫn các em vào trong nhà thờ nữa. Đến đầu tháng 10 năm 1961, các trạng thái xuất thần của các em đã làm cho tất cả mọi người chung quanh đầy thắc mắc. Một khi các em ở trạng thái đó, thì không có cách gì làm cho các em ra khỏi được. Người ta véo các em, lấy kim chích, đốt với tàn diêm và bỏ cát vào mắt mà cũng không có hiệu quả nào cả. Đèn nháy rất sáng, chớp rất gần cũng không làm các em nháy mắt. Lúc xuất thần,
Các em đi lui và đi tới một cách chánh xác, mặc dầu không bao giờ nhìn chỗ họ đang đi. Lạ lùng nhất là lúc đêm hôm, các em có thể đi lui xuống đồi trên đường đá lởm chởm, nhanh cũng như người ta chạy xuôi vậy. Hàng ngàn lần các em trả lại cho mỗi người tràng hạt hay là tượng ảnh của họ mà không bao giờ lầm lẫn. Và các em làm như vậy mà không nhìn vào người ta hay là đồ người ta trao cho. Những đồ vật này thường thường được để thành một đống trên bàn ở nhà các em khi họ không có mặt. Có khi các tràng hạt, dây chuyền và tượng ảnh dính tất cả vào nhau, nhưng cũng không thành vấn đề. Khi các em trong trạng thái xuất thần, thì các em cầm các vật đó lên, chúng rời nhau một cách dễ dàng. Các em lấy vật này dâng lên cho Đức Mẹ để Đức Mẹ hôn. Một khi Đức Mẹ hôn rồi, thì các em đi quanh đám đông và trao lại cho mỗi người những vật thánh của họ, đang lúc mắt các em vẫn nhìn lên trời. Đây là một hiện tượng làm cho những người nhận lại được tràng hạt, tượng đeo hay là nhẫn cưới xúc động sâu xa. Nhiều người khóc lên, có người thì ngất xỉu. Đang lúc xuất thần thì các em đọc kinh sốt sắng đặc biệt hơn thường. Chúng ta hãy nghe chính giọng của các em đọc kinh kính mừng Maria đang lúc chiêm ngắm chân dung Đức Mẹ. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Đang lúc xuất thần thì các em hát các bài hát mà họ chưa bao giờ biết. Và với sự giúp đỡ của Đức Mẹ, họ sáng tác các điệp khúc rất dễ thương như sau đây. Ôi nữ trinh núi Các Mê Lô, chúng con sung sướng biết bao được Đức Mẹ hiện ra cho chúng con cùng với Chúa Hài Nhi. Cuối cùng ngày 18 tháng 10 năm 1961 đã đến, là ngày các em báo tin sứ điệp mong chờ của Đức Trinh Nữ được chúc phúc. Ngày đó trời giông tố, sấm chớp, mưa và lạnh. Do vậy có hàng trăm người hy sinh có mặt để chứng kiến ngày quan trọng này. Sau khi chờ đợi cả ngày dài mà không thấy gì hết, nhiều người đã bỏ ra về. Sau cùng, vào sau nửa đêm, thì sứ điệp được đọc cho những người còn lại. Chúng ta phải làm nhiều việc hãm mình, đền tội, và đi kính viếng mình Thánh Chúa cách thường xuyên. Nhưng trước hết chúng ta phải sống tốt lành. Nếu không thì sẽ có sự trừng phạt lớn. Chén thịnh nộ của Chúa đã đầy lắm rồi. Và nếu chúng ta không hối cải thì sẽ có sự trừng phạt rùng rợn lắm. Nhiều người ra về thất vọng vì họ còn trông mong điều gì hơn. Vì sứ điệp của Đức Mẹ quá ngắn ngủi và không có gì mới lạ. Nhưng Mẹ rất từ bi nhắn nhủ với các con, sứ điệp gọn gàng và thẳng thắn mà chúng ta phải nghe theo để khỏi bị cái trừng phạt kinh hoàng của Thiên Chúa. Các cuộc xuất thần của bốn em gái vẫn tiếp tục trong những tháng mùa đông năm 1961. Tiếng gọi có thể xảy ra bất cứ giờ nào, ngày hay đêm. Đức Mẹ tỏ ra thật là nghiêm nghị về việc người ta phải ăn năn đền tội và hy sinh như Mẹ đã đòi hỏi trong sứ điệp. Một khi các em đã xuất thần thì họ không còn cảm thấy gì hết nữa. Một hôm có tuyết lớn, tuyết đóng rất nhiều trên tay của Conchita mà cô ta không biết gì. Và một lần khác, có hột mưa đá rớt vào mắt đang mở của cô ta mà cô cũng không màng. Suốt mùa xuân và qua mùa hè năm 1962, Đức Mẹ và Thánh Mikae tiếp tục hiện ra với các em. Khi nào không có linh mục trong làng,
thì Thánh Mikae cho các em rước lễ cách vô hình. Ngài dạy các em cách cung kính rước mình Thánh Chúa. Trước hết là phải dọn mình, rồi rước lễ, xong thì tạ ơn. Nhưng có linh mục thì không tin các em có thể rước lễ cách vô hình được. Làm sao Thiên Thần có thể cho các em rước lễ được, trong khi chỉ có các linh mục mới được truyền phép? Các em hỏi Đức Mẹ về điều đó. Đức Mẹ nói là Thiên Thần đã lấy mình Thánh Chúa ở các nhà tạm trên trái đất. Thời đó thì không có một chỗ nào trên thế giới mà được đặc ân như Garabandhan. Đức Mẹ như thể đã ngự trị ở cả làng đó. Đức Mẹ dẫn các em khi xuất thần đi qua tất cả các đường làng. Có khi thì các em há chuỗi mân côi đang lúc cùng đi với dân chúng. Mọi nhà đều được thăm viếng. Khi các em đến một cái nhà mà ở đó có người liệt giường, thì họ quỳ xuống đọc kinh và đưa thánh giá cho bệnh nhân hôn. Nếu các em đến nhà có người đã qua đời, thì họ đọc kinh trước ảnh người quá cố và làm dấu thánh giá trên đầu giường trống. Các em có khi cũng đi thăm nghĩa địa và giơ thánh giá qua cửa song sắt. Ở làng nhỏ bé núi non này ở nước Tây Ban Nha, nhiều biến cố siêu nhiên có tầm quan trọng đã xảy ra, mặc dầu lúc đó không ai biết. Đức Mẹ muốn giúp chúng ta chuẩn bị trước để đối phó với phong ba sắp xảy ra cho giáo hội. Đức Mẹ đã thân hành đến để xác định tất cả những gì giáo hội tin và dạy. Mọi chuyện Đức Mẹ làm với các em đều có ý nghĩa cho tất cả giáo dân. Khi ở trong tình trạng xuất thần và cầu nguyện, thì thân hình các em có thể quỳ, đứng, ngồi, đi hay là nằm. Qua đó, Đức Mẹ dạy cho chúng ta biết dầu ở đâu hay đang làm gì, chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Chúa. Chúa và Đức Mẹ muốn ở cùng chúng ta khi làm việc ở nhà, ở sở hay là đang lái xe. Có khi các em đang lúc xuất thần cũng đến làm dấu thánh giá trên các xe đưa khách hành hương đến Garabandhan. Đối với Đức Mẹ không có gì là quá tầm thường. Sau một cuộc xuất thần, em Loli nói là Đức Mẹ quan tâm đến tất cả các súc vật trong làng. Qua các em, Đức Mẹ dạy chúng ta cách đối xử với nhau. Trong lúc xuất thần, nếu một em xúc một chiếc giày lúc đi trên đường đá gồ ghề, thì Đức Mẹ bảo em khác giúp đeo giày vào lại. Có khi hai em trong lúc xuất thần đi qua làng thì lại thấy hai ngã khác nhau. Một khi gặp nhau lại thì họ lại ôm lấy nhau. Khi nào các em đi đâu với nhau trong trạng thái xuất thần thì luôn luôn quàng tay hay nắm tay nhau. Ai không hiểu những chuyện xảy ra ở Garabandhan chỉ cần nhìn vào ảnh thánh giá mà Đức Mẹ bảo các em đưa cho dân chúng hôn. Đức Mẹ chỉ muốn đem tất cả mọi người đến với con của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại. Có người hỏi có phải Đức Mẹ chỉ là mẹ của người Công giáo mà thôi không? Có một lần có người tin lành hỏi em Conchita là ông ta có thể hôn thánh giá mà em đang cầm lúc xuất thần hay không. Vì Conchita lớn lên trong khung cảnh hoàn toàn không biết gì về người tin lành, cho nên em rất hoang mang. Sau đó khi Đức Mẹ hiện ra, Conchita hỏi Đức Mẹ, thì Đức Mẹ nhìn ông ấy và trả lời, người này cũng là con của Mẹ. Đức Mẹ khiến đem thánh giá cho ông ta hôn. Đối với các em, những chuyện đã xảy ra cho họ cũng như được nếm trước cuộc sống ở thiên đàng. Nhưng các em cũng như tất cả mọi người phải sống trong thực tế của trần gian, mà thế giới thì mỗi ngày mỗi tồi tệ hơn.
Trong lịch sử làng Garabandal, có lẽ hai đêm 19 và 20 tháng 6 năm 1962 sẽ rất khó quên. Đang lúc các em xuất thần, người ta nghe họ la hét cách hải hùng khi được thấy những biến cố trong tương lai. Các em được thấy những sự hỗn độn trong giáo hội, đang lúc thế giới bị cộng sản đe dọa. Các em được biết là giữa lúc tình hình trầm trọng nhất, thì Chúa gửi đến một cảnh cáo siêu nhiên mà tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ thấy. Lúc đó, mặc dù các em đang ở trước sự hiện diện của Đức Mẹ, họ quá kinh hoàng khi thấy việc trừng phạt Chúa sẽ gửi đến nếu nhân loại không ăn năn hối cải sau cảnh cáo và phép lạ. Mặc dù những người làng nghe theo chỉ thị của Đức Mẹ không đứng gần các em, nhưng sau khi nghe các em la hét, họ quá sợ hãi nên ngày hôm sau tất cả dân làng đều đi xưng tội và rước lễ. Đã nhiều lần các em nài xin Đức Mẹ và Thánh Mikae làm một phép lạ để thuyết phục những người không tin. Thánh Mikae bảo em Conchita là trong một ngày sắp đến mà Đức Mẹ sẽ cho biết. Người ta có thể nhìn thấy được bánh thánh khi thiên thần cho em rước lễ. Conchita thì cho đó là một phép lạ nhỏ, vì em vẫn tưởng là người ta bao giờ cũng đã thấy bánh thánh khi thiên thần cho em rước lễ. Khi đến ngày mà Conchita đã báo trước 15 hôm, thì có hàng ngàn người tụ tập trong làng. Nhưng vì phải chờ đợi lâu và mệt mỏi, nhiều người nản lòng đã bỏ ra về. Vào lúc 1 giờ rưỡi khuya của ngày 19 tháng 6, Conchita đi ra khỏi nhà trong trạng thái xuất thần, quẹo một góc đường, rồi đột nhiên em quỳ phạch xuống giữa đám đông dân chúng đang bao bọc em. Và em liền đưa lưỡi ra. Những người đứng sát cận em quả quyết rằng lưỡi em không có gì cả. Bỗng nhiên, trong nháy mắt, một cái bánh thánh trắng xuất hiện ra trên lưỡi Conchita. Với cái máy mượn và cái đèn pin, một ông thương gia từ Barcelona tới chụp được nhiều bộ phim hình bánh thánh trên lưỡi Conchita. Đây là phép lạ được báo trước, rồi xảy ra, và đã được ghi lại vào phim để chứng minh sự thật của những gì đã xảy ra ở Garabandal. Vào tháng 10 năm 1962, cách Garabandal 1.500 cây số, một biến cố khác có dư âm rất quan trọng cho giáo hội trong thế hệ này đã diễn ra. Đó là Công đồng Vatican đệ nhị mà Đức Giáo hoàng Gioan thứ 23 đã triệu tập tại Roma. Đương nhiên, người ta hỏi rằng có gì liên hệ giữa Công đồng Vatican và Garabandal không? Liên hệ thì chắc chắn là có, nhưng chỉ trong tương lai người ta mới hiểu rõ hơn cái liên hệ ấy. Người ta nghe Conchita lặp lại những câu này lúc em đang xuất thần. Công đồng có công lao lớn nhất. Công đồng sẽ có kết quả tốt. Tốt quá. Như vậy người ta sẽ biết về mẹ nhiều hơn và mẹ sẽ hài lòng hơn. Vào tháng Giêng năm 1963, thì các em Marie Loli, Jacinta và Marie Cruz không còn thấy Đức Mẹ hiện ra nữa. Chỉ có Conchita là còn thấy, nhưng càng ngày càng ít. Nhưng mà cũng vào thời gian đó thì Conchita và Marie Loli bắt đầu nghe tiếng nói bên trong. Năm 1947, anh Joey Lomancino sau khi bị thương nặng ở trán thì bị đuôi mắt và không còn ngửi được các mùi vị,
bởi vì các dây thần kinh của mắt và mũi bị đứt. Sau một thời kỳ bình phục kéo dài, thì năm 1961 xí nghiệp của ông được phồn thịnh. Nhưng ông mệt mỏi vì làm việc quá nhiều. Bác sĩ khuyên ông nên đi hành trình xa nhà. Vì thế ông và bà con rời nhà ở Lindenhurst, Nữ Ước, để đi thăm người cậu ở miền Nam nước Ý. Lúc đó ông Joey không phải là người đạo đức lắm, nhưng vì sự thúc đẩy của người cậu, ông ta mới chấp nhận một cuộc hành trình dài bằng xe hơi để tới San Giovanni Rotondo, là nơi cư ngụ của cha Pio. Cha Pio thuộc dòng thánh Francisco, là người mang dấu thánh Chúa trên hai tay, hai chân và bên cạnh sườn. Người ta coi ngài là một vị thánh sống. Ông Joey không ngờ là sẽ được gặp cha Pio tận mặt. Sau khi dự lễ xong, thì ông Joey với vài người khác đang chờ lãnh phép lành của cha Pio khi ngài đi ngang qua. Father Pio was coming from the left-hand side of the room across the front. And all of a sudden I heard the... Khi cha Pio vào trong phòng, thì tất cả mọi người đều quỳ xuống để nhận phép lành của ngài. Mặc dù tôi nghe tiếng người ta quỳ gối xung quanh tôi không biết là cha Pio đang đến thẳng tới tôi. Cha Pio ôm tôi và hôn tôi ở trán. Ngài nói, Joey, cha rất vui mừng gặp con. Tôi lúng túng, không biết nói gì. Ông Joey rất cảm động. Hai năm sau, ông trở về lại San Giovanni. Lần này, ông quyết định đi xưng tội với cha Pio. I went to Father Pio. Tôi đến gặp cha Pio để xưng tội. Tôi tưởng như thường lệ, có màn ngăn cách giữa linh mục và người đi xưng. Nhưng tôi hoảng hồn vì phải quỳ ngay trực tiếp trước mặt cha đang ngồi ở ghế. Cha Pio cầm tay tôi và nói bằng tiếng Ý, Joey, con xưng tội đi. Và tôi thì quá xấu hổ vì đời sống quá khứ của tôi không gương mẫu chút nào. Tôi sửng sốt, không biết nói gì. Cha Pio cầm tay tôi và nói, con xưng tội đi. Tôi thấy hoàn toàn lúng túng và không biết dùng lời lẽ gì. Rồi cha Pio nói tiếng Anh lưu loát với tôi, Joey, con có nhớ khi con ở quán rượu với người đàn bà tên là Barbara không? Con còn nhớ những tội lỗi của con không? Cha tiếp tục bằng tiếng Anh lưu loát, kể lại cho tôi về những người tôi đã theo chơi, những nơi tôi đã lui tới và những tội tôi đã phạm. Đương nhiên, tôi toát mồ hôi hột, nhưng nhờ ơn Chúa, tôi chịu đựng tất cả để xứng đáng tìm lại được hạnh phúc. Tôi tin chắc cha Pio có thể giúp đỡ tôi. Khi cha Pio kể xong những tội lỗi của tôi, một danh sách kéo dài như 1.000 năm, ngài hỏi tôi bằng tiếng Ý, con có ăn năn hối cải không? Tôi trả lời, thưa cha, con xin thông hối. Cha Pio làm phép giải tội cho tôi. Hai con mắt tôi xoay xoắn ở trong cái đầu tôi. Tôi lấy tay dùi mắt. Đầu tôi thì choáng váng. Rồi bỗng nhiên, trí óc tôi trở nên minh mẫn, sáng suốt. Cha Pio đưa cái tay có dấu thánh Chúa cho tôi hôn. Ngài vã nhẹ vào mặt tôi và nói bằng tiếng Ý, Joey, với một chút kiên nhẫn và một chút can đảm, đời con sẽ tốt đẹp. Lúc đó tôi 33 tuổi, nhưng cảm thấy trẻ lại như hồi 16 tuổi. Tôi nhất quyết thay đổi cuộc đời. Tôi ăn năn hối cải tất cả các tội lỗi đời tôi. Tôi thấy sung sướng và trong sạch, đến nỗi tôi không còn muốn đụng chạm với ai, vì tôi sợ mất ân thánh sủng mà tôi vừa lãnh nhận. Nhưng ông Joey lại được một đặc ân nữa lúc ông quỳ với những người khác để lãnh phép lành của cha Pio. Sau khi tôi bị tai nạn, năm 1947, vết thương tích ở trán tôi dài 7 phân và các dây thần kinh hệ mắt mũi đã bị đứt hết, nên tôi chẳng những không thấy được mà cũng không ngửi được mùi gì. Nhưng lúc tôi quỳ xuống để được cha Pio ban phép lành, thì bỗng nhiên tôi ngửi được mùi hoa hồng nơi vết tích trên tay cha Pio. Khi tôi ngửi thấy mùi đó, tôi ngạc nhiên quá nên tôi choáng váng, phải đẩy tay lên để chống đỡ vào tường
vì tôi không biết cái gì đã xảy ra cho tôi. Cha Pio kéo tay tôi xuống và nói với tôi bằng tiếng Ý, Joey, con đừng sợ. Rồi cha Pio rồi cái sống mũi của tôi. Tức khắc, khứu giác tôi trở lại bình thường. Sau 16 năm không ngửi gì được. Nghĩa là từ lúc tôi bị tai nạn năm 1947. Ông Joey cảm thấy tâm thần đầy dễ bình an và niềm vui, nên ông không muốn rời làng San Giovanni. Nhưng người bạn đồng hành Mario nhắc lại là họ đã đồng ý đi thăm một chỗ gọi là Garabandal. Khi Mario nhắc lại là chúng tôi phải đi Garabandal, tôi nói với Mario, làm sao mình xác nhận được những chuyện đồn Đức Mẹ hiện ra ở Garabandal là có thật hay không? Có thể đó là một âm mưu của ma quỷ để ta mất ơn thánh sủng. Thôi chúng ta đi hỏi ý kiến cha Pio. Mario đồng ý. Chúng tôi đi đến tu viện, xin hẹn gặp cha Pio. Lúc trở lại tu viện, gặp cha Pio, tôi quỳ xuống hỏi ngài, thưa cha, chuyện Đức Mẹ hiện ra cho bốn em bé ở Garabandal có thật không? Ngài trả lời, có thật. Tôi lại hỏi, thưa cha, con có nên đi tới đó không? Cha Pio nói, con nên đi, tại sao không? Yên tâm được cha Pio quả quyết là Đức Mẹ đã hiện ra ở Garabandal và được cha cho phép đi. Tôi hết ngần ngại đi đến đó. Lúc đó nhằm tháng 2 năm 1963, đây là lần đầu tiên ông Joey Lomancino đến viếng Garabandal. Vì thời kỳ đó đàn xá còn thô sơ, muốn đến làng đó phải lên dốc núi bằng xe bò. Không bao lâu sau lúc đến đó thì ông Joey làm quen với các em đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Ông liền thấy khâm phục tính đơn sơ và thành thật của các em. Ông Joey từ đó trở thành bạn thân của Conchita cho đến nay. Ông Joey tin tưởng vào sứ điệp của Đức Mẹ, nhưng ông gặp nhiều cản trở vì bị mù. Tôi tự nói với tôi, mình phải làm thế nào cho thế giới biết thêm về cha Pio và về Garabandal. Mình làm gì được? Tôi chỉ là người mù thôi. Tôi lại có tính bẽn lẽn. Thời tôi còn học sinh, tôi không bao giờ dám lên sân khấu. Sau khi ông Joey về lại nhà, ông làm một cuốn tập có hình ảnh của cha Pio và các em trong trạng thái xuất thần ở Garabandal. Phía dưới có viết bằng hệ thống chữ Braille. Rồi ông Joey đi thăm nhà bà con và người quen để giảng giải về vị linh mục được Chúa in dấu thánh trên thân mình và về những sự kiện khác thường đã xảy ra ở Garabandal. Đó là mầm nhỏ mà sau này trở thành ra việc truyền giáo cho cả thế giới. Đầu tháng 6 năm 1963, người ta sững sờ khi nghe Conchita tiết lộ lời tiên tri là sau Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23, chỉ có thêm 3 giáo hoàng nữa thôi. Và đến đó sẽ là thời đại chúng ta chấm dứt, nhưng chưa phải là tận thế. Ngày 19 tháng 3 năm 1963 là ngày lễ Thánh Giuse. Đức Mẹ nói với Conchita là ngày có phép lạ lớn thì ông Joey sẽ vĩnh viễn hết mù. Ngày 18 tháng 7 năm 1964, có tiếng bên trong cho Conchita hay là sau ngày có phép lạ lớn, người ta sẽ khám phá ra thi hài của cha Andrew không bị thối nát ở trong huyệt. Đầu tháng Giêng năm 1965, trong một cuộc xuất thần dài 2 giờ đồng hồ, Conchita được Đức Mẹ tiết lộ bản chất của lời cảnh cáo mà Chúa sẽ gửi đến để thanh tẩy thế giới trước khi có phép lạ lớn. Đức Mẹ cũng nói với Conchita là vì thiên hạ không đáp lại sứ điệp lần đầu của Mẹ, thì ngày 18 tháng 6 năm 1965, Đức Mẹ sẽ ban hành cái sứ điệp thứ hai qua trung gian của Thánh Mikae. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu những biến cố sẽ xảy ra theo lời tiên báo ở Garabandal. Việc sẽ đến đầu tiên là lời cảnh cáo.
Đó là một hiện tượng mà tất cả thiên hạ sẽ thấy xảy ra trên không gian và sẽ cảm thấy trong lòng. Không ai có thể tránh khỏi. Một buổi nào trong tương lai không xa lắm, khi mà thế giới đang bị xáo trộn, thì tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại. Khi đó tất cả mọi người sẽ thấy việc xấu họ đã làm và việc tốt họ đã có thể làm mà không làm. Cái ý thức này sẽ làm cho tâm trí người ta quằn quại. Người ta thà chết hơn là trải qua kinh nghiệm đó. Nhưng kinh nghiệm đó sẽ không tai hại cho thân thể. Nếu có người chết vì cái ấy, họ sẽ chết vì sửng sốt trước kinh nghiệm đó. Sự cảnh cáo đó giúp tẩy uế lòng người, để sửa chữa lại cái lương tâm loài người và để chuẩn bị cho phép lạ lớn. Cái phép lạ sẽ xảy ra ở chỗ có chùm 9 cây thông vào lúc 8 giờ rưỡi tối giữa những ngày mùng 8 và 16 của tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5. Ngày đó là lễ một người thánh đã chết để bảo vệ mình thánh Chúa và sẽ trùng với một biến chuyển rất quan trọng trong giáo hội. Lúc đó ai ở tại Garabandhan hay các đồi núi lân cận đều sẽ thấy phép lạ. Người bệnh hoạn sẽ được lành mạnh, kẻ tội lỗi sẽ ăn năn trở lại và người thiếu đức tin sẽ tin mạnh. Cái đó sẽ là một phép lạ vĩ đại của Chúa Giêsu. Vì cái phép lạ này, nước Nga sẽ trở lại đạo. Sau phép lạ, sẽ có một dấu hiệu siêu nhiên, rõ rệt và vĩnh viễn để lại tại chùm cây thông. Nếu sau phép lạ này mà nhân loại vẫn chưa hối cải, thì cơn trừng phạt của Chúa sẽ đến. Cái trừng phạt này rùng rợn quá sự tưởng tượng của con người, nhưng nó xứng với tội lỗi loài người. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, hàng ngàn người chen chúc đến Garabandhan để chứng kiến cơn xuất thần của Conchita và để nghe sứ điệp thứ hai và cuối cùng của Đức Mẹ. Một lần nữa dân chúng phải chờ đợi. Vào khuya, em Conchita xuất thần. Em đưa thánh giá cho ba người bên cạnh để họ hôn. Rồi thánh Mikae phán cái sứ điệp thứ hai và cuối cùng của Đức Mẹ. Vì sứ điệp của ta ngày 18 tháng 10 chưa được nghe theo và chưa được bày tỏ cho nhân loại. Ta cho các con biết đây là sứ điệp cuối cùng. Trước đây thì chén thịnh nộ của Chúa sắp đầy tràn. Bây giờ chén đã tràn ra. Nhiều hồng y, nhiều giám mục, nhiều linh mục ở trên đường trụy lạc và kéo theo họ bao nhiêu linh hồn khác. Ta mỗi ngày mỗi bớt chú trọng đến mình Thánh Chúa. Các con phải cố gắng để tránh cơn thịnh nộ của Chúa. Nếu các con thành tâm nài xin Chúa tha thứ tội lỗi, thì Chúa sẽ tha tội cho các con. Ta là mẹ các con, qua trung gian tổng lãnh thiên thần Mikae, xin các con cải thiện đời sống. Đây là những cảnh cáo cuối cùng. Mẹ thương các con lắm và không muốn các con bị lên án. Các con hãy thành tâm cầu nguyện và chúng ta sẽ nhậm lời. Các con phải hãm mình nhiều hơn. Suy gẫm về cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Ngày 13 tháng 11 năm 1965 là một ngày vừa vui vừa buồn cho Conchita. Đức Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi hiện ra cho cô ta lần cuối cùng ở Garabandhan. Vì đây là một cuộc hiện ra đặc biệt của Đức Mẹ, nên Conchita đem theo nhiều đồ đạo đức để cho Đức Mẹ hôn. Sau khi hôn các vật này, Đức Mẹ nói: qua cái hôn của mẹ trên các vật này, Chúa Giêsu sẽ làm nhiều phép lạ.
con nên phân phối các vật này cho nhiều người. Conchita, con nói cho mẹ nghe về các con của mẹ đi. Mẹ ôm ấp các con dưới áo của mẹ. Đây là lần cuối cùng con sẽ thấy mẹ ở đây, nhưng mẹ sẽ luôn luôn ở với con và tất cả các con của mẹ. Conchita, sao con không đi viếng Chúa Giêsu trong nhà tạm? Người chờ đợi con ngày đêm. Conchita nói với Đức Mẹ, con rất sung sướng được thấy cả Chúa và mẹ. Sao mẹ không đem con về thiên đàng với mẹ? Đức Mẹ trả lời, con có nhớ lời mẹ nói với con trong ngày lễ quan thầy của con không? Khi con đến trình diện trước Thiên Chúa, tay con phải đầy dẫy những việc lành con đã làm cho những kẻ khác để rạng danh Chúa. Hiện giờ tay con còn trống trơn. Thế là xong, những lúc em Conchita sung sướng xuất thần trước dung nhan Đức Mẹ và Chúa Giêsu nay đã qua, mặc dầu em vẫn còn cảm thấy Chúa và Đức Mẹ ở trong lòng em. Em nói, Chúa và Đức Mẹ làm cho lòng tôi tràn đầy bình an và vui sướng, và làm cho tôi muốn sửa mình và yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria hết sức tôi, để đáp lại tình thương của hai đấng đối với tôi. Thật như Đức Mẹ đã hứa, những vật đã được Đức Mẹ hôn đã làm cho nhiều bệnh nhân lành mạnh và đem ơn tới cho bao nhiêu người khác. Cách riêng có cái ảnh đeo mà Conchita đã tặng cho ông Joey Lomangino. Nhiều người quanh thế giới đã được ơn khi tôn kính ảnh này mà ông Joey vẫn đem theo trong những cuộc hành trình tông đồ. Trên mặt khoa học, các nhà bác học y khoa nghĩ thế nào về những hiện tượng ở Garabandal? Có hơn 40 bác sĩ đã khám nghiệm các em trong nhiều trường hợp khác nhau. Bác sĩ nhi đồng Celestino Ortiz khám xem các em trong 22 ngày liên tiếp. Ngoài những lúc xuất thần, ông nhận xét rằng tính tình các em bình thường và quân bình. Còn về các cuộc xuất thần thì ông nói, làm thinh trước những hiện tượng này thì thật là hèn nhát. Khoa học không có thể cắt nghĩa những gì đã xảy ra. Bác sĩ Ricardo Puncenau, một nhà chuyên môn tâm thần học có tiếng trên thế giới, sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng các em này trong 12 ngày đã kết luận như thế nào? Số lượng và phẩm chất các hiện tượng này người ta không thể nào giải nghĩa bằng nguyên nhân tự nhiên được. Ông nói, trên mặt khoa học, ta không thể chối cãi các hiện tượng này có thể có nguyên nhân siêu nhiên. Một bác sĩ tâm học có liên quan đến những biến cố ở Garabandal là ông Luis Morales. Năm 1961, ông có bệnh viện tư ở Santander là thành phố chính trong tỉnh. Lúc ông được Đức Giám mục địa phận đó cử ra làm bác sĩ khảo cứu chính của Ủy ban điều tra các việc xảy ra ở Garabandal, thì ông không tin là các biến cố đó có nguyên nhân siêu nhiên. Về sau, ông thay đổi ý kiến hoàn toàn về việc này thì được báo chí cho là tin tức quan trọng. Ngày 30 tháng 5 năm 1983, ông được giám mục địa phận Santander cho phép nói chuyện công khai về Garabandal. Ông trình bày tại sao ông tin các cuộc hiện ra là đích thực. Mặc dầu ông dùng phòng nói chuyện lớn nhất ở Santander, người vào nghe chật ních tràn cả ra ngoài. Từ lúc các em mới bắt đầu thấy Đức Mẹ hiện ra, họ có ý định đi tu. Nhưng đó không phải là thánh ý Chúa. Lúc Conchita đang học nội trú ở trường các nữ tu dòng Carmelo tại Pamplona, thì em có nghe tiếng Chúa Giêsu nói bên trong lòng em là Chúa không muốn Conchita làm nữ tu, nhưng muốn em sống ngoài đời để truyền bá về Đức Mẹ. Hiện giờ tất cả các em ấy đã lập gia đình. Conchita, Mariloli và Jacinta đều lấy chồng Mỹ và đang ở tại Mỹ. Marie Cruz thì ở lại Ifañor và năm 1971 lấy ông Ignacio Caballero. Họ cư trú tại Aviles và có 4 đứa con.
Năm 1973, Conchita lấy Patrick Kina. Họ hiện cư ngụ tại Nữ Ước và có bốn đứa con. Vào năm 1974, Marie Loli lấy Francis Lafleur, người Massachusetts. Họ có ba đứa con. Năm 1976, Jacinta lấy một người thủy thủ Mỹ ở California tên là Jeffrey Moynihan. Họ có một đứa con gái. Năm 1977, mọi người ngạc nhiên khi thấy ông Joey Lomancino ở tuổi 47 lập gia đình với một người Michigan tên là Marilyn Luther. Ông Joey tiếp tục làm việc tông đồ và có hai người con trai tên là Joseph và John. Mục đích chính của Đức Mẹ lúc hiện ra ở Garabandha là để ra sứ điệp, trong đó Đức Mẹ nhấn mạnh những điểm sau đây. Sự quan trọng tối cao của bí tích thánh thể Chúa Giê-xu được bày tỏ bằng những lần thiên thần Mi-ca-ên cho các em rước lễ vô hình và phép lạ bánh thánh xuất hiện trên lưỡi Conchita, cũng như việc các em đi viếng mình Thánh Chúa trong những lúc xuất thần. Người ta để ý rằng những khi các em đi viếng mình Thánh Chúa, cử chỉ của họ rất cung kính đến nỗi họ đi lui ra khỏi nhà thờ, vì họ không muốn đưa lưng vào nhà tạm. Qua tất cả thời kỳ các biến cố xảy ra, Đức Mẹ liên tục khuyến khích các em cầu nguyện cho các linh mục. Đức Mẹ hiện ra ở Garabandha dưới hình thức Đức Mẹ núi Carmelo, một tước hiệu thường liên quan đến áo choàng cổ màu nâu mà thường được gọi là bộ áo Đức Bà. Đức Mẹ có đeo bộ áo đó ở cổ tay lúc hiện ra với các cô. Đeo áo Đức Bà là dấu hiệu mình đã hiến thân cho Đức Mẹ. Người đeo áo Đức Bà sẽ được Mẹ phù hộ qua những hiểm nghèo cho linh hồn. Lần chuỗi mân côi là sinh hoạt chính của những lần Đức Mẹ hiện ra ở Garabandha. Đức Mẹ không xin mà lại ra lệnh cho các em lần chuỗi. Chính Đức Mẹ đã dạy cho các em các mầu nhiệm mân côi và cách đọc kinh chậm rãi suy gẫm về những lời đang đọc. Một khi các em đã biết cách đọc kinh đúng đắn, thì Đức Mẹ hợp với họ đọc kinh sáng danh. Bằng cách hôn những vật đạo đức như thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo và nhẫn cưới, và cho các vật ấy khả năng giúp người ta lành bệnh và hối cải, Đức Mẹ muốn chúng ta dùng các vật này để giúp chúng ta sống đạo. Huấn lệnh của Đức Mẹ hiện ra ở Garabandha chỉ đường cho chúng ta giải quyết những khủng hoảng của thời đại này. Bây giờ chúng ta phải quyết định. Tương lai thế hệ chúng ta tùy ở cách chúng ta đáp ứng.